Tập bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Đến với anh em hôm nay chính là trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 33 ngoại hạng Anh giữa hai đội bóng Southampton với Bournemouth diễn ra vào lúc 1:45 thứ sáu ngày 28 tháng 4 trên sân vận động St Mary của đội chủ nhà. Sau trận thắng 1-0 trước Leicester City, Southampton đã đánh mất phong độ của mình khi không có nổi một chiến thắng trong 6 trận gần nhất. Kết quả này khiến họ xuống đáy cuối bảng xếp hạng. Nhưng đờ xanh chỉ còn kém nhón an toàn 5 điểm mà thôi. Ở mùa giải năm nay, đoàn quân của thầy trò Ruben Seles mới chỉ có 6 chiến thắng, 6 trận hòa và nhận về 20 lần thất bại. Việc thủng lưới tới 56 bàn sau 32 lần ra sân chính là nguyên nhân chính cho kết quả thảm hại của đội bóng phía Nam nước Anh. Hàng công của Southampton cũng chẳng khá hơn là bao khi mới chỉ có 27 lần nổ súng. Dù cho Jim Ward-Prowse, Che Adam đã đóng góp lần lượt 7 và 5 bàn thắng, nhưng chừng đó có lẽ là chưa đủ để giúp câu lạc bộ chủ quản của mình thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Việc giành chiến thắng trước hai đối thủ mạnh Leicester và Tottenham đã giúp Bournemouth thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Trong 5 trận gần nhất, họ đã có 3 chiến thắng và chỉ 2 lần về trắng tay. Kết quả này đã giúp đội bóng này leo lên vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng. Trải qua 32 vòng đấu, họ có 9 chiến thắng, 6 trận hòa và để thua tới 17 trận đấu. Hàng công mới chỉ có 31 lần lập công, nhưng hàng thủ đã để lọt lưới tới 63 lần. Chính phong độ tệ hại của hàng thủ là nguyên do khiến Bournemouth thường xuyên đánh rơi điểm số ở mùa giải năm nay. Những cầu thủ Philip Billing hay Dominic Solanke đã có lần lượt 7 và 5 bàn thắng cho Bournemouth. Thế nhưng đội bóng này cần nhiều hơn thế để có thể ở lại giải đấu mạnh nhất hành tinh vào mùa giải sau. Mức chấp nhà cái đưa ra là Southampton chứ 0.25. Theo Tam Bóng TV, anh em nên tin vào Bournemouth với phong độ cao trong khoảng thời gian gần đây. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này là 2.5. Đi xỉu là quyết định hợp lý khi cả hai đội đều sở hữu hàng công phong độ thấp ở mùa giải này. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào hai trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Tam Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.